Rồi, hello cả nhà nha. Em Hào mới về thêm được một kiện chim của Đà Lạt nữa anh chị, gồm có Tiểu My ha. Và Thanh Tước Trung Quốc. Rồi, em Hào quay sơ anh em mình ưng con nào qua bắt nha, với một số chim còn rất là nhiều chim luôn anh chị. Rồi, đây. Tiểu My anh chị, thì em có cái hàng á, Tiểu My hai loại nha. Hôm nay là tình hình là con Tiểu My anh chị nó chuẩn bị hết mùa rồi. Chứ con Thanh Tước Trung Quốc nha anh em. Gom hàng phê lắm. Chứ không phải như trước đâu, giá nó lên cao 20-30 ngàn rồi anh chị. Rồi thì những con Tiểu My đẹp mà lông lá gần như hoàn chỉnh 80-90% thì em bán 400 nha anh em. Đó, như con này đẹp lắm nè. Rồi, đây nè, con này thì nó thiếu đuôi một tí xíu, thiếu đuôi một tí xíu cái gì đó, đó đó, em bán 300 nè anh chị, về nuôi rồi mới bóp ra lại thôi. Đây con này đẹp nè, nó 400 ngàn nha nè, 400-300 ha. Rồi tùy theo thời điểm thôi nha, tùy theo thời điểm thôi, chim cò tùy theo thời điểm. Đây là chim Tiểu My, anh em ở phía Đà Lạt nuôi xuống nha anh chị, dùng giọng rất là hay nha. Em Hào không làm Tiểu My Bắc nha anh chị ha, ngoài Bắc không có làm gì Tiểu My, những dòng chim Tiểu My ngoài Bắc nha anh chị ha, nên anh em mua yên tâm khỏi mất công hỏi. Có nhiều anh em sợ mua chúng Tiểu My Bắc anh em hỏi đó, nên yên tâm đi mọi người, em không có làm Tiểu My Bắc anh chị, chim Lâm Đồng Đà Lạt mình thì thôi bao hay anh chị ha. Rồi đó, 400-300 anh em mình thích loại nào bắt loại đó giùm em Hào nha. Rồi đây đây chị, để em quay chim mới đi, em quay chim mới đi chị ơi. Trời, em vô chim từ chiều, từ sáng tới giờ chưa xong nữa, em hơi đuối rồi. Đây có Tiểu My Xô nữa anh chị, đây em có hai con Tiểu My Xô, đây là Tiểu My Xô nha, nhưng mà nó hở bắt nó bị rụng lông đuôi rồi. Bán 200 ngàn. Xô là không có bấm dây bảo hành, không bao chống máy anh chị, cũng có khả năng là chống, khả năng là máy ha. Đó, con này cục đuôi luôn 200 ngàn nè. Rồi. Chim đẹp nè, đẹp mà nguyên đuôi nè, xô nha, là 250 anh em nha, 250 ha. Rồi đây em có hai con máy luôn, hai con này là máy 100 chị, máy 100 nha. Đó, máy 100 đó, máy thì 200 ngàn một con nha anh em, anh em nào cần Tiểu My máy thì qua em Hào ha. Rồi máy 200 một con ha. Rồi đây tiếp tục là Thanh Tước Trung Quốc anh chị, thì Thanh Tước Trung Quốc ha, đâu đợi em xíu, em lấy cây giấy, em lấy cây viết, em ghi giá luôn cho anh em. Tước Trung Quốc hôm nay bán giá như thế này anh chị, nó lên rồi nên mọi người thông cảm đi, không có chim đâu, nó hết mùa rồi, lúc cả đóng luôn, không ai mua hết. Bây giờ dí hàng quá mà giờ đi lấy hàng về nó cao lắm anh chị ơi. Nè như con vậy là 500 ngàn nè, lông lá hơi te tua tí xíu ha, có đỡ hơn không, còn không mà đợi qua năm sau luôn, năm sậy nha. Rồi con tiếp theo đẹp này, con chim đẹp mới gượt luôn, con này em bán 550 nha anh em, 550 nha cả nhà ơi. Rồi tiếp luôn, có được hai con đẹp à, với con xấu anh kia mình bán vậy đi cho dễ bán anh em, nó anh em lựa cho gì dễ lựa ha. Đẹp nè, đó 550 nha anh em, em ghi giá luôn cho mấy đứa nhỏ dễ bắt nè. Rồi có con máy luôn nè, tước máy nè, anh tước máy à, 250 ha, con này bán 250 quý vị, 250 ha. Rồi chim thì chạy lửa gia thang nãy giờ 190 em quay lên nhiều lắm rồi, nên chắc khỏi cần quay lại đi ha anh chị ha. Chạy lửa gia thang 190 thì em Hào bao la luôn mọi người. Đây. Trời ơi, hồi nãy giờ gọi muốn cháy cái máy luôn không chị. Máy chính gọi muốn cháy máy luôn, máy quay phim. Nè, Hồng Thước anh em. Ba xịn con Hồng Thước máy đã ghê không, mập như con heo, đẹp ha. Rồi, Hồng Thước trống đây, Hồng Thước trống 400 còn một cặp duy nhất. Đó, một cặp duy nhất anh em mình chơi alo em ha. Rồi Nguyên Ương luôn anh chị, em còn Nguyên Ương nè. Nguyên Ương đỏ nha anh chị. Nguyên đỏ đây, nguyên đỏ 350 nha, nguyên vàng 250 nè. Đây là những dòng chim chơi AOB nha anh chị, thả AOB chơi là cực đẹp luôn ha. Rồi con gì, con vàng anh, con vàng anh tơ nè, con bé vàng anh tơ nè, 400 nè anh em, 400 nha. Đây một bé vàng già 400 luôn, nhưng mà anh nè, đây là cầu anh qua gấp nha, chim này vàng anh này vàng Đắk Lắk nha anh chị, không phải chim Campuchia nha. Campuchia thì bé Hào bán rẻ hơn, ăn chuối ngon lành rồi nè. Rồi để em tách con chim này ra cho nó khỏe, mình bỏ nó ít nhảy nó cũng ốm lên chị, chim cò nói chung mà làm nó hơi khó đấy. Đây anh chị ha. Rồi tiếp nữa có hai con quả tiễn đẹp lắm anh em nào chơi gọi nè, 200 ngàn một bé mua. Thằng này thì nói chung cũng dễ nuôi, mau hót lắm chị, giá nó rẻ nữa, ăn chuối anh chị, về mình bỏ chuối ăn trái cây đồ tập đi trồng màu thôi cũng dễ ha. Rồi chạy đất con, chạy đất nè, cái này chạy đất bỏ nha anh em, chạy đất bỏ em Hào dẫn con hàng nha, rất là đẹp, anh chị nào chơi qua bên em Hào ha. Rồi rẻ lắm mọi người, có 120 con thôi. Này anh em ở tỉnh mua hai con mới bán nha, chứ con em Hào không đủ tiền xăng đi ra gửi chim đâu anh chị, bán chim nhiều khi chạy gửi cho anh em chục 20 cây số đi vô mệt lắm mọi người.
Rồi đây nữa, năm màu chiền cắm hạt em Hào vẫn còn nè, anh em mình ưng thì qua dùm em ủng hộ nha. Đó, cứ 200 một con nha anh em, chim đẹp lắm, chim này gốc ở Phước Long Bình Phước nha, quýnh bảy đấu ở mức rượt luôn nè. Đó, còn được 4-5 con anh em qua mua ha. Rồi bảy màu cắm hạt luôn chị, để màu cắm hạt thì 350 ha. Còn đây chè lửa 190 nè, đó chè lửa thay người nằm ngoài ha. Rồi nói gì chim nhiều lắm mọi người ơi, kính thưa luôn. Rồi Phượng Hoàng Đất em còn 2 con luôn nè, anh em mình ai chơi bắt giùm em. Có một con á, đuôi nó hơi ngắn ngắn à, 400 nha. Có một con thì đuôi dài đây nằm tay trái nha, dài cực kỳ dài luôn. Rồi à, con đuôi nó dài 500 nha, còn con đuôi ngắn 400 anh chị ha. Chơi alo em Hào ha. Rồi em có mấy con mỏ rộng hung nữa nè, con này thả AOV thì cực kỳ đẹp luôn, nó đẹp lắm anh chị. Anh em mà thả AOV loại này loại kia để chân cảnh đồ chơi thì hú em. Đó, một con như vậy là 300 nha, chống máy đồng giá luôn. Đây con máy nó không có viền cổ nha anh chị cô chú, nó không có viền cổ nha. Rồi em giới thiệu với anh em thêm một con lửa nữa. Đây em có một con lửa hót rất là nhiều luôn, kéo thuốc lào luôn, nói chung là như vậy. Đuôi là 18.5 anh chị, 18.5 nha. À, hót đã lắm. Nãy em gài video á, mà mới vừa gài video tính quay nó cái bắt đầu khách họ vô ầm 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 luôn, rồi hết quay luôn. Giờ này là 5 giờ chiều luôn rồi, 5 giờ chiều luôn anh chị, ngày 6 tháng 3 nha. Giờ em quay cái nữa là em lên xe em về luôn, mệt lắm rồi. Tại vì nay có đứa làm mà em phụ thấy mồ luôn, đuối luôn. Đó, đó là một con lửa hót nha. Ở đây con cái thuốc lào nữa nè, nhưng mà con này là 19 so le, có một móng thôi. Con này bán 500.000 nha, 19.8 gần 20 luôn á. Hót dữ lắm đó, ở nhà ha. Rồi ok anh em là chơi gọi em hai con này lỡ móng nha, một mờ chắc một móng hay gì nè. Rồi, lỡ móng nè, so le nha. Đó, anh em chơi gọi em Hào. Đây con cái thuốc lào 18.5 nữa nè. Nói chung là hàng đây là những con hàng lửa Campuchia anh chị. Đó, hót kéo ầm 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 luôn. Bây giờ em nuôi từ bữa giờ nó nổi lên nó hót dữ lắm. Đây con nữa nè, 450 thôi anh em nào chơi gọi nha. Cái này vừa bỏ lên lòng rồi vài bữa hót liền. Rồi. Ước Việt Nam em còn hàng luôn, anh chị nào chơi gọi em. Nè, mức rượt luôn, mức rượt như vậy là 400 nha. Đó. 400 nè, đó anh chị ha. Đó. Đó, sống sống như vậy là 300 nè. Đó, tùy con nha, tùy con ha. Nói chung cũng tùy chim thôi, anh em muốn lựa hàng nào thì lựa. Xấu thì về mình nuôi từ từ nó đẹp ha. Rồi còn con gì nữa em Hào quay luôn, giờ còn một đống chim con ở ngoài nữa thôi. Rồi cu nha, cô gái bể đấu nha quý anh chị. Đây em có cô gái, gái bể đấu nè, có máy luôn. Có máy còn không có dây máy, là nãy sáng em quên vô Lê Vi nè, máy nè. Đó, 150 con máy nữa, được 2-3 con máy vậy nè. Anh em nào chơi gọi em chà bá luôn mọi người. Rồi còn hàng trống đây, trống thì khỏi nói tới luôn. Đó, cũng còn được 7-8 con trống, chục con trống vậy nè, anh em nào chơi gọi nha. À, trống 300.000 con nha, bao trống 300.000 con, còn mà không có bao trống thì 150 con, bán giá máy luôn, bán bỏ luôn nha. Gì? Két nào biết con nào? Két hả? Con sóc không có tiêu không? Bán hết rồi. Ủa sóc bán hết rồi à? Sóc chưa, sóc hồi sáng không có quảng cáo luôn. Con quẹt, lựa con nào nó mổ bắp được á chị, lựa cho chị con mồi nào mổ bắp được. Chị trong nhà anh ba sĩ phải không? Bỏ quýnh bài như bỏ quýnh chung chị mà. À đúng rồi. Con sơn ca nè, thôi giờ vậy được hả?